Thật ra ba người chúng tôi trở thành bạn bè cũng chưa được bao lâu hết. Nhưng mà không hiểu tại sao, thời gian vừa qua, chúng tôi lại có một cảm giác rất hụt hẫng, rất đau lòng. Anh dám thừa nhận chuyện này, chứng tỏ là anh còn có chút nhân tính. Được, trong lời cô nói, cuối cùng tôi đã từ chó biến lại thành người rồi. Có thể là bạn với người gai gốc như anh thì phải cần có rất nhiều điều kiện. Không phải tất cả những người chơi chung với nhau thời gian dài, ngày ngày ăn uống chuyện trò cùng anh đều có thể trở thành bạn của anh. Một người bạn thật sự là kiểu thẳng thắn, không che đậy, không khách sáo. Đúng vậy. Mấy hôm nay tôi cũng liên tục suy ngẫm. Ba chúng tôi đã mau chóng trở thành những người bạn chân chính. Thật lòng thật dạ đối với nhau, chúng tôi không giấu giếm nhau chuyện gì hết. Ngoài việc bản thân cả ba người chúng tôi đều có trải nghiệm tương tự ra, còn có một loại mùi vị tương đồng nữa. Đúng, mùi vị. Ba chúng tôi mới quen biết nhau đã có thể ngửi được mùi vị bạn bè trên người của nhau rồi. Những người bạn có thể đem chuyện nhà tiết lộ cho đối phương được biết chắc chắn là không nhiều rồi. Chính vì vậy, không nên đem loại chuyện này ra để tổn thương đối phương. Bạch Chí Dũng, tôi biết là anh ưa sĩ diện, chết cũng sĩ diện. Nhưng mà ở trước mặt của người bạn thật sự xuống nước nói chuyện, khó khăn tới vậy sao? Cậu nói với Dương Thiên Thiên đổi món thứ tư này cho tôi đi. Dạ. Tôi không hài lòng về nguyên liệu ban đầu. Dạ được, tôi hiểu. Đi đi. Dạ sư phụ. Anh Hoàng. Chào anh. Đang bận hả? Chào anh. Cú Hằng à, trao đổi, trao đổi với nhau một chút đi mà, có được không? Tôi với anh trao đổi được sao? Từ chối trao đổi. Có cần như vậy không hả? Đâu phải là có mối thù sâu nặng, thù giết vợ gì chứ hả? Tôi đây đã mặc giày chủ động tới tìm anh rồi mà. Vậy thì anh mặc giày chủ động rời khỏi thôi. Không tới nỗi như vậy chứ. Nhìn bộ dạng nóng nảy của anh kìa, đều là đám già uống nước máy như nhau, ra giải quý tộc uống nước tinh khiết cái gì chứ. Bây giờ sao đây, chúng ta dẫn mỗi người một thanh kiếm ra ngoài quyết đấu một phen đi. Mau cút đi. Anh còn dám châm biếm tôi nữa, coi chừng tôi đánh anh một trận nữa đó. Anh có tin không? Anh không nghe ra ý tốt hay xấu luôn hay sao? Đây là châm biếm sao? Đây là hài hước hay sao? Chưa kể là hôm nay tôi mừng sinh nhật. Sinh nhật của tôi đó, anh cũng đã đánh tôi sao? Tôi muốn đánh thì đánh thôi, còn phải chọn ngày hay sao? Hoàng Cửu Hằng, tôi nói anh biết nha, nếu không phải tại tôi đây đánh không lại anh, tôi đã trở mặt với anh lâu rồi. Đừng nhiều lời, ra ngoài ăn bữa cơm với nhau đi, thay đồ đi, nể mặt chút đi mà. Nể mặt cái đầu anh đó, anh có mặt sao? Cút đi. Hoàng Cửu Hằng, ở địa bàn của anh, ở trước mặt học trò của anh thách thức ra ngoài với tôi chứ gì? Được. Cái tên đại ngốc này, tôi tới đây ủng hộ anh, nể mặt anh, tôi cút được rồi chứ gì? Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc đi. Hơi trời, Bạch Chí Dũng thật đáng thương. Hôm nay anh ấy đại thọ 40 lại bị anh chửi rủa một trận. Theo tôi thấy thì anh nên ngồi xuống nói chuyện với anh ấy. Dù gì người ta cũng hạ mình xuống nước tới nhà tạ tội rồi. Với tên khốn như vậy có chuyện gì đáng để nói chứ? Mở miệng là chửi người. Tôi làm người cũng có giới hạn mà. Tôi quyết không cúi đầu trước thế lực tà ác đâu. Đâu tới nỗi vậy chứ. Chuyện này chắc không thuộc về vấn đề nhân phẩm hả? Càng không thể nói là thế lực tà ác gì. Anh xem Bạch Chí Dũng là xã hội đen, là đánh giá cao anh ấy rồi. Tại sao lại không thể ngồi lại nói chuyện được chứ? Dù gì cũng là bạn bè mà. Đã từng là bạn thôi,
bạn bè trong quá khứ. Tổ chức đàm phán ba bên đi, nói không xong mới quăng bỏ người bạn này cũng không muộn. Ê, hình như tới rồi. Đã tới trễ rồi mà còn ung dung nhàn tản, tưởng đi ngông nghênh như vậy. Sao tôi càng nhìn anh ta càng bực. Bây giờ nhìn bộ dạng bước đi của anh ta, tôi cũng bực nữa. Đi cứ như là dịch vậy. Bớt giận đi. Có chuyện gì sao Bạch Chí Dũng? Hôm nay ba anh đàm phán, chuyện như vậy mà cũng dám tới trễ hay sao? Cô có thể đi điều tra. Trên đường bị kẹt xe đó, xe nối đuôi nhau, kẹt cứng ngắc. Tôi đâu cố ý tới trễ đâu chứ. Được, mọi người tạm tin lời giải thích của anh. Ngồi đi. Anh nhìn tôi làm cái gì vậy hả? Hai người họ còn đây mà. Ngồi đàng hoàng đi. Chào hai anh. Thấy chưa, thấy chưa? Tôi đã chủ động lên tiếng chào hỏi họ. Họ đều không quan tâm tôi. Cô nhìn xem biểu cảm của hai người họ đi. Bảy phần không phục, tám phần không vui rồi. Đây là thái độ gì chứ? Có thành ý hay sao hả? Nói được hay không đi? Không thành ý thì nói tôi đi đây. Làm gì vậy Bạch Chí Dũng? Tỏ thái độ cứng rắn gì chứ? Anh đi đi. Anh đi rồi xem tôi còn quản chuyện của mấy anh hay không. Ai ra vẻ cứng rắn chứ? Cô nhìn cho rõ đi, là hai anh bạn này đang ra vẻ cứng rắn đó, có đúng không hả? Anh thôi đi. Anh đứng lên giùm tôi đi. Anh Hoàng, anh đứng lên. Hoàng Cửu Hằng, tôi kêu anh đứng lên đó, không nghe thấy hay sao? Anh Hoàng, bây giờ tôi đây chính là trọng tài trong trận đá bóng. Bạch Chí Dũng, nhiệt tình bắt tay anh Hoàng và anh Lam xong, nói câu xin lỗi đi. Mau lên đi. Anh Hoàng, quá đáng rồi nha. Tôi sẽ đợi anh thêm 2 giây nữa. Nếu anh còn ra vẻ ta đây thì tôi sẽ quay đầu đi ngay. Cả đời này tôi không quen biết anh nữa. Nói xin lỗi nhau đi. Nói đi chứ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Được rồi, đã bài bậc thang cho mấy anh xuống rồi. Mấy anh cũng tự bước xuống đi. Nói tiếp đi, nhưng mà đừng nói ở chỗ tôi nha. Qua nhà Bạch Chí Dũng nói, hiệp 1 đã kết thúc. Tôi đã sắp xếp xong rồi, còn hiệp sau Âu Hiểu Âu tiếp tục làm trọng tài cho mấy anh đó. Trà nước tự lo đi hả? Tôi nói trước nha, nếu như mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, chứng tỏ là vẫn còn khả năng trao đổi. Tôi phải nói rõ trước, nói được thì nói không được thì giải tán. Tuyệt đối không được cãi nhau, và càng không được đánh nhau đó. Được, vậy tôi bảo đảm trước, tôi hứa sẽ không nói những lời khó nghe,
đã kích mọi người nữa. Tôi cũng đảm bảo sẽ không nóng nảy nữa. Để tôi nói trước vậy, khoảng thời gian trước tôi sắp xếp lại sổ địa chỉ của mình, tôi phát hiện trong sổ địa chỉ này tổng cộng 583 người. Hơn 500 người này chính là tất cả những mối quan hệ, cũng là tất cả những người mà tôi quen biết. Ở trên thế gian này, tất cả những người quen biết này quả thật không nhiều. Khoảng thời gian vừa qua, ba chúng ta không còn qua lại nữa. Tôi ngoài việc đi làm, mỗi ngày đều ở nhà ngẩn ngơ, nghĩ dẫn dơ, lấy máy tính ra để tính thử. Thực ra, một người sống ở đời, từ nhỏ cho đến lớn, từ sống tới chết, người chỉ từng lướt qua trong cuộc đời. Tất cả những người từng dừng lại trong tầm mắt của anh, người có thể khiến anh nhớ được, người có thể khiến anh quen mặt, tất cả đem cộng lại không vượt quá 2.000 người. Trong 2.000 người này còn bao gồm mấy trăm đồ đệ và học trò của anh nữa. Bình thường thì không thể đạt được con số này đâu. Còn nữa, anh quen biết người ta, người ta chưa chắc là quen biết anh đâu. Anh muốn nói là bạn bè của anh ít hơn so với tưởng tượng sao? Tôi muốn nói là duyên phận, bạn bè. Ba chúng ta có thể trở thành bạn bè là tình cờ, còn là một sự may mắn. Quả thật chúng ta nên trân trọng sự may mắn này. Thật ra khoảng thời gian gây chuyện mâu thuẫn với hai người thì tôi ở nhà một mình, ngày qua thật sự rất chán. Tôi luôn muốn ra ngoài tìm bạn bè, nói chuyện, chơi bời. Về sau mới phát hiện phần lớn thời gian cũng là cùng với Tiểu Mỹ, Hiểu Âu, hai người bạn mới quen này để chơi chung. Nên mới nói bạn bè của chúng ta khắp thiên hạ, câu này chưa hẳn thích hợp với tất cả mọi người đâu. Bởi vì tôi sâu sắc cảm nhận được rằng bạn bè tới lúc cần dùng tới thực quá ít ỏi. Hai anh vì sự khốn nạn của tôi đã tổn thương tới hai người. Cho dù là sau này hai anh sau này còn tiếp tục coi tôi là bạn bè hay không, điều đầu tiên tôi muốn nói là thành thật xin lỗi. Bạch Chí Dũng xin nhận lỗi với hai anh. Bạch Chí Dũng, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật không vui vẻ gì hết. Sinh nhật là hôm qua, một mình tôi ở trong nhà buồn bực mà thôi. Anh không vui vẻ cũng không sao, chúng tôi bù vui vẻ cho anh thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Xuất phát, dã ngoại. Thôi tôi không đi đâu, tôi còn phải về báo cáo với trọng tài chính. Đàm phán ba bên thành công mỹ mãn.